tại cái này mình sắp đóng quá. Tại chân định người cố gắng. Dạ. Cảm ơn các cô Liên và các anh gà. Mình có biết cảm ơn gì hơn nữa. Dạ. Mình xin cảm ơn tất cả cô Liên và anh gà. Gà xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại bây giờ thì gà đang ở trên vùng cao. Hôm nay gà có 40 phần quà của anh Cường và chị Kim ở bên Mỹ. Hôm bữa là gà có chia sẻ đến bà con của mình là 60 phần rồi, còn lại 40 phần thì hôm nay gà chia sẻ đến tất cả bà con ở miền núi luôn nha. Ở đây là có gồm có một bao gạo nè, một thùng mì tôm nè, rồi ở trong kia là dầu ăn mắm muối đường bột ngọt cá khô cả nha. 40 phần. Chiếc xe này của tất cả quý ông bà cô chú Mạnh Thường Quân đã ủng hộ giúp đỡ cho gà để gà có một cái chuyến đi suôn sẻ. Mình chất gạo ra chuẩn bị để mình phát quà cho bà con mình trên núi nha. Giới thiệu với cả nhà, đây là cô Liên. Cô Liên đến từ bên Mỹ về Việt Nam. Hôm nay là cô có đồng hành cùng với gà lên trên đây để giúp đỡ cho bà con nghèo. Cô ơi, cô có thể là chia sẻ một chút về mình không cô? Cô thì cũng có tình thương mến thương thôi. Dạ. Còn vấn đề về kinh tế thì coi như là cái sự đột xuất này thì cũng có một ít gọi là làm quà cho các quý đồng bào ở nơi này. Dạ. Là trước tiên là nhờ cô coi tivi. Dạ. Rồi cô thấy con, rồi cái sự thiện ý của con làm nên hôm nay cô lặn lội theo con gái cô về tới đây. Dạ. Đó. Trước là mình có chút đỉnh tình thương mến thương trao lại cho đồng bào để như là xoa dịu niềm vui với nhau vậy đó. Còn đây là chị Trúc, bà con của cô Liên. Chị ơi, chị có thể là chia sẻ với bà con mình chị đến từ đâu không? Dạ, em đến từ Mỹ. Đến từ Mỹ, dạ. Là mình đi nửa vòng trái đất về đây hả chị? Dạ. Hôm nay chị lên đây chị thấy bà con mình như thế nào chị? Đấy, bà con đang đứng đợi kìa, đang đứng đợi quá trời nè. Rất là cảm động nên mẹ con của tôi hôm nay từ Mỹ về đây. Dạ. Với tình thương mến thương nhìn các đồng bào mà ước gì sau này có tiền sẽ càng ủng hộ mãi mãi. Dạ. Cảm ơn cô Liên, cảm ơn chị Trúc rất là nhiều. Thì con chúc cho cô Liên và chị Trúc thật là nhiều sức khỏe nha, gia đình mình thật nhiều sức khỏe nha. Một phần quà này á là rất là nhiều nha cả nhà, nặng. Những phần quà này á là của anh Cường và chị Kim ở bên Mỹ. Quà rớt rồi. Vui không? Bác vui không? Vui quá là vui. Chưa qua mà, mình chưa qua. Dạ. Tiền kỹ rồi nha. Mình lấy đủ quà rồi mình mới đi nha. Vui không em trai? Vui không? Dạ, coi vui. Dạ. Cảm ơn ấy. Bỏ túi cho mất nha. Dạ. Rồi, gạo luôn. Mồ côi cha mẹ cả nhà, mồ côi cha mẹ. Cha mẹ ra đi để lại hai chị em. Một lần nữa gà lang thang xin chân thành cảm ơn anh Cường và chị Kim ở bên Mỹ đã tài trợ và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn là 100 phần quà. Lần trước thì gà có đi là 30 phần quà, vào lần thứ hai là 30 phần, lần này là 40 phần, là 100 phần.
chúc cho gia đình anh Cường và chị Kim thật là nhiều sức khỏe. Và hôm nay cảm ơn gia đình cô Liên ở bên Mỹ rất là nhiều. Có cá khô là mình về nấu nó canh chua ăn nha. Rồi ẩm cháu thì thường quá. Rồi cái này chị bên đi. Rồi gạo bỏ bỏ đây. Gạo quá chua luôn. Nổi không? Nổi chị? Nổi đúng không? Đi đâu? Cảm ơn. Dạ, chúc hòa đường mạnh sống lâu. Rồi có duyên gặp lại. Từng nào chết mình rồi. Sẽ có duyên gặp lại nếu ông trời cho. Rồi qua qua đây luôn bà. Qua đây. Cái cho má tiền cho con, về đưa cho mẹ cho ba nha. Hôm nay thật sự rất là vui cả nhà. Lánh qua, lánh qua. Cảm ơn. Ok. Rồi bà qua đây bà. Qua đây bà. Rồi đây. Rồi đây chút. Rồi bỏ bao ra. Bỏ cái túi để mất tiền. Chúc bà thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi bà cầm cái này lên để con lấy gạo. Rồi con gạo này. Ngồi xuống cho cháu. Rồi. Rồi cái này con cầm đây. Rồi gạo bỏ vào xong. Rồi cho chút nước nha. Nổi không bà? Bà Đinh nổi không? Rồi, chị đi ra ngoài đó để ảnh xin hai bao gạo được. Có những cụ bà ở trên núi cao á thì gà cũng có nhờ những người trẻ trẻ cả nhà là mang quà lên trên núi giùm, tại vì cái đoạn đường đi lên núi nó quá xa xôi nên là nhờ những người trẻ mà đi lên rừng lên núi là lấy quà mang lên cho những cụ bà. Thì khi mà mình lên đây mình thấy những người lớn tuổi ở trên cao mình thấy thương lắm. Phát phiếu thì xuống dưới rinh quà lên cái đoạn đường 2-3 cây số rất là xa. Rồi mỗi người một cái thôi nha, mỗi người một cái thôi. Cảm ơn bà, cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà nè, mấy con cảm ơn bà, mau lên. Cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà đi, con, tụi con tập cảm ơn bà. Đây. Con. Đây.
Tiến ơi, phát quà, phát quà, phát quà. Hai giờ còn 2 phiếu nè. Mấy phiếu vậy? Đúng rồi, đúng luôn á. Dạ đây cô. Là đủ luôn là 4. Rồi, đủ rồi, con cắn. Rồi, cô đi qua đây luôn, đi qua đây luôn. Dạ. Thì bây giờ là coi như là kết thúc cuộc cho quà hôm nay. Dạ. Gia đình của mình vui không cô? Quá vui, quá vui. Hy vọng trời ban cho có tiền nhiều để làm nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Dạ. Cảm ơn cô, cảm ơn gia đình của mình. Con chỉ mong gia đình của mình có nhiều sức khỏe nha. Rồi, hẹn cảm gặp ơn. Cô ở đợt sau nha cô nha. À, dạ, đồng thời á, hai mẹ con cũng cảm ơn các chú. Dạ. Cùng với mấy người em, anh, bà con, họ hàng và bạn bè kết nghĩa đã đi làm được những cái việc rất tốt đẹp cho đời. Dạ, vừa mới chia sẻ cho bà con ở miền núi á, là 40 phần quà của anh Cường và chị Kim. Một lần nữa thì cũng xin chân thành cảm ơn anh Cường với lại chị Kim ở bên Mỹ rất là nhiều. Đã tặng cho những người đồng bào tổng cộng là 100 phần quà. Hôm nay Gà muốn chia sẻ với cả nhà mình một hoàn cảnh ở miền núi nữa nè. Gia đình rất là khó khăn. Cả nhà mình cũng nhìn thấy cái ngôi nhà này á, là họ ở trên rừng trên núi luôn nha cả nhà. Mấy cái cây này Gà thấy là một nó ăn muốn hư hết rồi. Nhìn những cái tấm tôn này nè. Đó. Thì Gà mời cả nhà mình đi vô trong cái ngôi nhà của anh chị nha. Dạ em chào anh. Anh cho em hỏi là anh tên gì vậy anh? Pinang Hata. Dạ. Pinang Hata. Anh có nhớ là mình năm nay là mình bao nhiêu tuổi không? Năm nay hình như gần 39, gần 40. Gần 40 tuổi rồi. Dạ. Dạ. Cái tay của anh á hình như là bị tật phải không anh? Là bị tai nạn. Dạ. Em cho anh cho em coi được không? Dạ. Dạ. Ồ. Là anh bị lâu chưa? Bị năm 2009. 2009. À. Anh bị cái gì mà bị cái tay bị, của mình? Bị đứt cái cáp, đường dây cáp dây điện làm đứt nông đắk lắc á. Dạ. Anh đi làm thuê làm mướn cho người ta. Anh mướn thuê làm mướn cho người ta. Là đứt cáp. Đứt cáp. Này kéo cáp, đứt dây đứt mà kéo cáp mà cáp nó cả đứt cái tay luôn. Dạ. À. Anh dỡ lên cho em coi được không anh? Đó, là nó cong cong vậy thôi hả? Nó cong mình xòe ra không được. Dạ, xòe ra không được. Xe ra vậy cũng được. Dạ. Thì hiện tại bây giờ là gia đình của mình là ở trên đây luôn. Dạ, ở đây luôn. Dạ. Anh có nhà ở dưới làng không? Không. Không có nhà dưới làng. Không có đất mà nhà. Không có đất vậy, đất đây của ai vậy anh? Đất của bà gì? Đất của gì hả? Dạ. Như mỗi ngày như vậy á là anh đi làm công việc gì để mình kiếm tiền lo cho gia đình? Có khi là có bữa là kiếm măng. Kiếm măng. Để bà cho gia đình. Yeah. Để con đi học. Gia đình của mình tuy khó khăn nhưng mà anh vẫn cố gắng đi làm để lo cho hai con của mình đi học. Yeah. Còn chị làm công việc gì? Chơi nhà. Ở nhà thôi, ở nhà chăm con. Cái chân của chị cũng bị tật đúng không chị? Dạ. Yeah. Là mình bị tật bẩm sinh. Bẩm sinh. Dạ. Như thường thường á, anh đi làm mướn cho người ta một ngày là anh được bao nhiêu tiền? Thì mình làm được bao nhiêu, xài bao nhiêu ạ? Nhưng người ta trả lương cho mình được bao nhiêu anh? Thì mình làm, ví dụ là làm nhiều thì được nhiều. Yeah. Làm ít thì được ít. Yeah. Như hôm nay á, là anh làm được bao nhiêu tiền? Ở đây làm được 100,000. 100,000. Tại vì cái tật, cái tay của anh bị tật quá cả nhà. Nên là cũng ít người mướn mình làm. Đúng rồi. Anh làm cái công việc gì mà người ta trả cho mình có 100,000 vậy? Làm những công việc nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Những việc nặng mình làm không được. Dạ.
Chú chào hai đứa con gái nha, gái dễ thương nha. À, chào chú. Cháu có sữa uống không anh? Không có sữa. Cả nhà mình nhìn thấy bé nào cũng dễ thương hết đó, mắt to tròn dễ thương. Rất là cưng luôn á. Là gia đình của mình ăn cơm chưa? Ăn rồi. Giữa chứ ăn, đầy ăn, ăn rồi. À, vậy là anh ăn rồi. Ăn rồi. Nhưng mà vợ thì chưa ăn. À, nãy là chị xuống lấy quà phải không? À, hèn chi em nhớ. Em nhớ là mình đi dưới. Chờ luôn bên đó luôn. Đại đại bộ phận như người ta là ăn cơm câu trước, đi về rải ra ăn cơm, chờ giữa lâu quá. Dạ. Về nhà về rải ăn cơm. Rất là thương luôn. Như chị không đi làm, chị ở nhà chăm hai cháu. Tại vì cái chân của chị là cũng bị tật bẩm sinh, cả nhà đi gầy dẹo vậy á. Còn là anh là mỗi ngày là đi làm, ai mướn gì làm đó để mình kiếm tiền. Ừ. Nhà thì mình không có, đất không có luôn. Đất có luôn. Đất này của ai anh? Của bà gì? Cô gì? Rồi cho mình dựng lên cái nhà mình ở vậy. À. Ừ. Còn làm cái nhà là bà gì anh em bằng xóm giúp người 5-7 ngàn á. Dạ, 5-7 ngàn. Anh đang rất là xúc động tại vì cái cuộc sống của mình nó khó khăn quá cả nhà. Là mình cũng không có tiền để mình cất lên cái nhà luôn. Không. Không có luôn. Là làng xóm thấy mình sống như vậy rồi người ta tới giúp cho mình để dựng cái nhà lên. Ngồi cái công việc mà làm mướn á, là anh có đi làm ở đâu nữa không? Không. Không có hả? Chưa là đi làm xa đâu, ai mướn mà đi làm xa đâu. Dạ. Cái gì vậy con gái? Sao vậy? Tí nữa chú cho tiền mua sữa nha. Mua sữa cho cháu nha. À chú. À liền con. Thì buồn ngủ. Mình có trồng thêm cái gì ở ngoài rẫy không anh? Thì trồng mấy cái bắp này không, đâu có trồng gì đâu. Đâu có đất rẫy này kia đâu. Hôm nay là mình ăn cơm với lại cái gì? Thì ăn cơm sáng là vợ mua khô là đánh sáng uốn lưới dưới kia được mấy con cá là về nó chua. Dạ. Cũng được hai con cá tre chứ là cá sạc. Dạ. Anh biết hôm nay á là cái phần quà của mình là gồm có gì không? Chưa biết luôn. Có một bao gạo nè. Dạ. Rồi một thùng mì tôm nè. Dạ. Một ký cá khô nè. Một chai dầu ăn nè. Một chai mắm nè, một chai nước tương nè, đường nè, bột ngọt nè, muối nè, đó, rồi hạt nêm nè, rất là nhiều. Rồi cái đó em cũng thế này, anh em cũng cảm ơn bên đoàn, biết bên đoàn anh bên đoàn gì em cũng ơn. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Món quà này là của anh Cường với lại chị Kim ở bên Mỹ á. Dạ. Là hỗ trợ giúp cho bà con miền núi mình. Dạ. Anh là người đồng bào rất lay hay là cò ho? Rất lay. Rất lay hả? Dạ. Là người Pinang rất lại. Dạ là người Việt Nam. Pinang á. À Pinang hả? Rất dạ. Lại. Ở đây là người Pinang cũng rất là nhiều quá nha. Rồi cái ngôi nhà của mình á vào tháng mưa á là nước nó có tạt vô trong nhà mình không anh? Hết kìa. Của đồ nước nó vô ướt hết luôn. Ướt hết luôn. Cái đấy một nó ăn hết luôn cái này nè. Ăn hết nhà mình rồi. Cái này cũng mấy bác chị bác gì rồi giúp làm mới làm được cái chòi ở vậy. Dạ. Anh cho em hỏi là gia đình của mình á là có cái mong ước gì không anh? Mình không mong ước gì đâu. Chứ mong ước con mình đi học hành thành người thôi. Dạ. Cho con đi học để ước được có cái chòi thôi. Dạ. Để núp mưa. Dạ. Đó là cái điều ước giản đơn của những người khó khăn ở miền núi cả nhà. Nhưng mà mình cũng phải ráng cho con của mình đi học, đừng có cho con nghỉ học nha. Anh có hai bé gái hả? Hai bé gái. Con gái ơi, con học lớp mấy? Con lớp 1 hả? Ráng học cho giỏi nha. Con có sách vở chưa? Có rồi. Con học có giỏi không? Ồ, giỏi quá ta. Giỏi gì tí nữa chú thưởng cho con nha. Giỏi chứ.
viết chữ không giỏi đọc đâu được đâu. Thường quá cả nhà. Chị ơi, cái chân của chị á, à, mình đi tới đi lui có đau không? Dạ không. Không cũng có bình thường. Là nhưng... mình bị bẩm sinh là không có đau. Dạ. Nhưng mà đi xa không có nổi. Đi xa không nổi. Dạ. Dạ. Chị có thể là đứng đứng dậy mình đi tới đi lui cho em có thể là nhìn thấy cái hình ảnh của mình được không chị? Dạ. Dạ. Đây. Được chưa? Dạ. Là mình cứ đi nhúng 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 vậy hả chị? Dạ. Dạ rồi được rồi chị ơi, dạ. Dạ muốn là chia sẻ cái hình ảnh thực tế của gia đình đó cho cả nhà mình xem. Là chị là bị tật một cái chân, còn anh là bị tật một cái tay. Là hai vợ chồng ráp lại với nhau thành một gia đình rất là dễ thương cả nhà. Có hai cháu nè, rất dễ thương nè. Nghe anh nói là gia đình khó khăn nhưng mà anh vẫn ráng cố gắng để cho hai đứa là đi học biết chữ. Sau này cái tương lai không còn là mờ mịt giống như là cha với mẹ nữa. Mình ăn cái gì vậy chị? Đây là cơm. Dạ. Đây là canh chua nè. Canh chua hả? Dạ. Canh chua có cá gì vậy chị? Dạ, cá trắng nè. Cá trắng hả? Dạ, nè. Chà, ngon quá nè. Ha. Cái này là mình đi bắt phải không chị? Dạ, hồi sáng ông đi đánh lưới á. À, đi đánh lưới để bắt con cá về ăn á hả? Dạ. Chị ơi, chị cho em hỏi là có khi nào mà gia đình của mình á, ở trên đây mà mình thiếu thốn không có gạo ăn không? Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Có khi thiếu là không có gạo ăn, phải xin bà dì một lon hai lon. Dạ. Về nấu rồi ông chồng đi kiếm măng hay là đi làm mướn cho người ta có tiền chiều về mua rồi trả lại. Dạ. Dạ. Là mình mượn gì? Dạ. Mà sao mình chọn một cái nơi mà xa xôi mình lên mình ở vậy chị? Tại vì ở nhà không có đất đai gì, cũng đi xin với bà dì ở đây ở, cũng may là bà dì cho. Dạ. Nếu mà dì không cho mình cũng không có biết ở đâu luôn. Dạ, bà dì không cho không biết ở đâu nữa. Dạ. Chị là chị có mong ước không? Dạ, chị mong ước có cái chòi để nấp mưa nấp nắng thôi. Dạ. Vì lại mong ước cho hai đứa con đi học. Dạ. Dạ. Cho con gái cưng. Ở bé trai ghi là con ai? Dạ con của em chồng ở dưới làng á. Em chồng dưới làng. Dạ. Là lên đi chơi. Dạ bà đi làm xa đem gửi vào đây. Dạ. Dạ đi làm xa là ở đâu vậy chị? Đi làm trên núi kìa. Trên núi hả? Dạ. À đi lên núi đi làm. Dạ. Rồi gửi ở đây rồi chiều về đón. Dạ. Trời thương quá. Con trai ơi, con trai dễ thương ơi. Trời ơi, đứa, cả nhà thấy dễ thương chưa? Lúc nào nói dễ thương lắm cả nhà. Là tối là vợ chồng mình ngủ ở đây phải không chị? Dạ. Trời mưa lớn là nước nó có chảy chỗ ngủ không? Dạ có, tôn lũng hay là cái cây này nó chảy theo rồi nó dột xuống. Dạ. Cái nhà đây mình làm lâu chưa? Dạ lâu rồi, 3 năm rồi. 3 năm rồi đó dạ. Hả? Dạ. Thật sự khi mà bước lên cái vùng núi đây mình thấy rất là xót thương cho những người trên đây đó nha. Họ thiếu thốn đủ thứ. Đặc biệt á, là chị em với lại người lớn tuổi á. Chị em á, không có sữa để uống luôn. Ăn toàn là cháo rồi uống nước cơm rồi. Giống như lúc trước mà gà đã từng sống vậy á. Ôi con trai ha, con trai dễ thương ha. Ngon không con? Hả? Ăn cơm với canh chua với lại mấy con cá là anh đánh lưới ở dưới suối á. Cả nhà thấy mấy đứa ngon ghê không? Không cần phải mẹ đốt đâu, tự xúc tự ăn á. Có bé nhỏ kia nhõng nhẽo kìa, mẹ đốt kìa. Còn bé trai đó là dễ thương kìa, tự ăn kìa. Cho cháu miếng canh đi chị, bé trai á.
Ngon không? Ngon không? Dễ thương gì đâu luôn á. Ừ. Bé tên gì vậy chị? Bé trai nè. Bé Năng Hà Xỉu. Dạ. Con gái ăn cho nhiều cho mau lớn nha. Gà thích các bé ở trên đây có cái tính tự giác cả nhà. Tới giờ cơm là tự tự dọn, là tự lấy tô lấy chén rồi tự ăn luôn à. Thương lắm, không cần phải cha mẹ đút rồi năn nỉ rồi cho xem điện thoại hay này kia đâu. Lấy muỗng xúc ăn con. Ăn cơm không mà không có gì ăn hết trơn. Cá mình bỏ vô trong nồi là để cho ngọt nước thôi. Chú cá có 1 con 2 con nhỏ xíu. Gà lên trên đây á, gà thấy hoàn cảnh nào cũng rất là thương cả nhà. Các bé nhỏ kìa, lục cơm ăn á. Rồi ăn cơm kìa. Hôm nay em lên đây em thấy gia đình của mình em thương quá à. Lần sau em lên á thì em có mang gạo á, em ghé em tặng cho gia đình của mình để cho mấy cháu ăn ha. Hôm nay em có một cái món quà này á là của cô Liên ở bên Mỹ. Thì cô có gửi cho gà là 400.000. Cô nói là gửi tặng cho những gia đình khó khăn á. Thì hôm nay là con xin phép cô Liên là lấy cái số tiền 400.000 đó của cô gửi tặng cho gia đình anh chị luôn. Tại vì là gia đình anh chị rất là khó khăn. Con muốn xin phép cô là gửi cho gia đình anh chị để anh chị có tiền là mua thuốc hay là mua sữa cho mấy cháu, mua gạo ăn. Và con xin phép là cô Cúc ở bên Mỹ, là cô Cúc có gửi cho con là 2 triệu. Thì hôm nay là con xin phép cô Cúc là gửi tặng cho gia đình anh chị luôn, để cho gia đình anh chị là trang trải trong cuộc sống. Cái mùa mưa con sắp tới rồi, cái ngôi nhà nếu như mà có dột cái chỗ nào á, thì anh chị có thể là mua 1 tấm tôn, 2 tấm tôn để mình có thể là che lên, để khỏi mưa khỏi gió. Anh ơi, đây là món quà của cô Cúc và cô Liên gửi tặng cho gia đình của mình nha. Trong này là 2.400.000 đồng em gửi cho anh nha. Dạ. Cái này là cũng xin cảm ơn cô Liên. Dạ. Tại cái này mình sắp đóng quá. Tại đừng đừng gửi cố gắng. Dạ. Cảm ơn các cô Liên và các anh gà. Mình không biết cảm ơn gì hơn nữa. Dạ. Mình xin cảm ơn tất cả cô Liên và anh gà. Cái dạ. Món quà này mình bài mấy ức nghĩa. Cô của Liên và anh gà. Dạ. Không chỉ định cũng hơi cũng ăn. Nhưng mà cái này mình cảm ơn rất nhiều. Không có gì hơn. Cảm ơn rất nhiều thôi. Em cũng chúc cho gia đình của mình thật là nhiều sức khỏe nha. Anh ơi, anh đếm lại cái số tiền đó đi anh. 2.400.000 đồng. Dạ. Đếm đi chị. Đếm thôi đủ không? Được. Hiện tại bây giờ thì gà không còn 1.000 nào trong túi luôn cả nhà. Đủ, cái này tại mình cảm ơn rất nhiều chứ. Cái này mình cũng cùng gia đình mình. Mùa này trước đã cảm ơn rất nhiều luôn. Dạ. Hôm nay gà chưa đi rút tiền được á. Thì ngày mai là gà sẽ tiếp tục cái chuyến hành trình của mình để thăm những hoàn cảnh khó khăn nha. Yeah. Gà mới đi miền Tây để chữa bệnh cho những hoàn cảnh khó khăn về. Thì gà ngưng đăng tải video trong thời gian 3 ngày. Thì mong cả nhà luôn ủng hộ gà và thông cảm cho gà cái chuyến hành trình của mình nha. Gà đi làm suốt à. Mình đi để mình giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, những người lớn tuổi.
cái này đủ không chị? Dạ 2.4 triệu phải không? Cái này gia đình cảm ơn đó. Cảm ơn cô Cúc, cô Liên và cảm ơn gà rất nhiều. Dạ. Và không biết mình tạ ơn bằng cái gì. Mình cảm ơn thôi, chỉ có lời cảm ơn. Mình không có cái gì hơn nữa. Anh gà ơi. Dạ. Dạ. Em chúc gia đình mình thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Anh chị chỉ mong ước là cho hai cháu được đi học, với lại có cái chòi nhỏ để chui ra chui vô khỏi trời mưa trời gió. Dạ. Thì một lần nữa trong video này thì gà cũng xin chân thành cảm ơn anh Cường và chị Kim ở bên Mỹ đã tặng cho những hoàn cảnh khó khăn là 40 phần quà tiếp theo, và cô Cúc ở bên Mỹ và cô Liên ở bên Mỹ rất là nhiều. Cảm ơn các anh, các chị, các cô, các chú rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả quý ông bà, cô, chú, anh chị đã luôn đồng hành cùng với gà, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn ở miền núi, những hoàn cảnh những người neo đơn, những người bệnh tật, những người già. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Chúc cho cả nhà thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Cả nhà mình có góp ý gì thì hãy bình luận bên dưới cho gà biết nha. À, chúc cả nhà một lần nữa thật nhiều sức khỏe nha. Anh chị ơi em đi về nha. Rồi chúc anh cũng vui vẻ sức khỏe, cũng khỏe để đi ra chỗ này chỗ kia nữa. Dạ. Em bye bye cả nhà mình nha. Bye bye.